Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đọc Miko không thích chạy đầu tập 1 nha các bạn. Cấp độ 4. Bắt đầu đọc sách thôi nào. Miko có một mái tóc xù màu cam vô cùng rực rỡ. Mỗi buổi sáng mẹ thường chải đầu cho cô bé và buộc tóc. Nên thật gọn gàng. Nhưng Miko lại không thích chạy đầu chút nào, vì mỗi khi chạy mẹ phải gỡ hết tóc, đám tóc xoắn xoăn ra làm Miko đau ơi là đau. Một buổi sáng nọ, mẹ cầm chiếc lược nhỏ sáng sang phòng Miko. Cô bé nói với mẹ giọng đầy cược cương. Tuyết, hôm nay con sẽ không phải chạy đầu đâu. Mẹ tổ về vẽ ngạc nhiên nhưng vẫn mỉ cười nhẹ nhàng nói, được rồi, vậy hôm nay mẹ sẽ không chạy đầu cho Miko nữa. Mẹ có trò khác vui hơn. Mẹ sẽ dắt Miko đi xem quái vật rất nhỏ bé. Miko vô cùng phấn khích. Mẹ dẫn Miko đến phòng thay đồ rồi bảo bây giờ Miko phải nhắm mắt thì nhắm mắt lại thì quái vật mới xuất hiện. Khi Miko đã nhắm mắt lại, mẹ từ từ nói bây giờ mẹ đếm từ 1 đến 3 thì Miko phải mở mắt ra nhé. 1, 2, 3. Ú òa. Miko mở mắt ra. Trước mắt cô bé là chiếc
gương lớn. Mi cô thấy trong gương phản chiếu hình ảnh chính mình với mái tóc sụ bông trong nhưng một quá quái vật nhỏ lộn thục. Bạn biết lộn thục là gì không? Mi cô lập tức trốn mũi làm mặt xấu mắt nheo lại rồi nghe răng giơ hai tay lên làm động tác khè khè lửa. Làm cái khè khè lửa là cái lưỡi này các bạn. Mi cô nhìn mẹ rồi cả hai cùng phái lên cười. Mi cô nói với mẹ, mẹ ơi, mình phải làm cho quái vật biến mất thôi. Mẹ chải tóc cho con, cho Mi cô đi. Hết chuyện rồi nha. Bye bye.